Đây chiều hoàng hôn mọi người nhé. Đây người ta chiều họ mướn tàu với mà cano này kia nọ để đi câu cá nè mọi người nha. Bây giờ mới có khoảng 8 giờ kém 10 đó. Giờ MC không có đem máy móc gì nhiều thôi, có gì chơi đó luôn. Đó, mấy chỗ này là mấy chắc người ta cho mấy cái tàu để mướn với bên này nè mọi người nhé. Đó, cái cano này nó dài dài ngoài kia luôn. Hôm nay chị Hằng Tám với MC và đứa cháu Wiki dắt mình ra đây để chiêm ngưỡng hoàng hôn. Hoàng hôn xuống đó. Nhìn lãng mạn quá mọi người nha. Ngay đây như cũng có cái khách sạn nè, cái tên là Marina đó. Wow. Giờ đợi hoàng hôn xuống để chụp hình quay video với sunset. Đợi hoàng hôn xuống mọi người nha. Giờ MC đi bên kia nha. Đó, bây giờ cũng đeo kiến này kia sợ con gùi mũi mấy con bớt á nó bao vô mắt. Nhưng mà sợ cái ánh nắng chói nữa thì đeo sẵn cho nó ngầu ngầu một chút, có gì dễ làm việc hơn. Đó. Đi quanh đây có chị Hằng Tám tới đây làm gì mà đứng đó. Nãy thì mới đi qua mạc mua rượu với bia này kia, tối nay lại ra nhẹ. Ủa đi đâu làm gì đó vậy em? Chị Hằng Tám với cháu nè, đi bước chân thanh thản nhẹ nhàng trên nhịp bước với làn gió nhẹ. Đóng tàu để người ta cho mướn này, có người thì tàu riêng của họ mọi người nhá. Này nè, ù mấy cái thanh sắt trên chiếc tàu nó đánh nhau lan can lãng cản luôn nè mọi người. Đây có mấy người ta đang ngồi ăn uống nhậu nhẹt thì lai gai ngồi cái mé sông, rồi gió thánh thước mát. Ở đây họ đóng cửa đó, nước mát chứ sao luôn. Ủa sao mấy người đó đi xuống dưới được vậy? Được, mình muốn đi thì mình đi. Chút nhỏ này mặc váy xinh này. Mọi người đều kéo gia đình, anh em, vợ chồng, ông bà ra đây chiêm ngưỡng hoàng hôn. Wow. Này gió dữ nha, mấy thanh sắt nó đánh ghê quá. Dài qua bên kia luôn. Đây là mới là cái đường đi bộ mọi người nhé, đây nha. Mà cũng sơn cái màu đỏ đỏ với màu xi măng. Dài 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 mấy bên kia luôn. Mấy chiếc tàu cái thanh sắt đó. Quá đẹp luôn. Này em chưa không có đem máy móc gì hết, chỉ lấy cái điện thoại đang xài lấy ra quay luôn, không có đem máy gì hết, cầm để đâu xử tới đó luôn. Chị Hằng Tám này. Hello, hello. Wow. Ủa bên kia là cái gì đó? Đó nhảy nhót hay gì nè. Ủa đây có cái đường tàu, cái đường cầu nhỏ nè, dài 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 quá nè. Nè. Thơm quá. Đó, mé bên kia mát. Thì người ở dưới người ta đi bộ nè mọi người ha. Đó. Giờ mình đi xuống dưới đi bộ. Dài 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 đẹp ha. Đẹp ha. Đó. Mình đi xuống đây mọi người nha, đi xuống đây đi bộ xuống đây nè, đó. Dài 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 đây luôn. Coi có gì lạ không? Nghe cái đây thì cái cửa nó đóng cửa rồi mọi người nhá, đây nè. Ở đây chắc xuống đây cho vô cái cửa này để người ta mướn tàu nhưng mà giờ đóng cửa rồi. Giờ MC đi xuống kia, không biết cái gì thấy nhộn nhịp quá nè, đó. Đó. Tàu rồi ha. Nước sông lung linh lung linh lung linh đó ha. Khu thì dài kìa. Này trên này là nhà hàng mọi người nhá. Ủa có cái nhà hàng tên là Ga Mành nữa.
giống như cái sên của mì. Nó dài dài đây nó. Chiều mát bây giờ 8 giờ đúng rồi người ơi. Giờ chuẩn bị xuống đó để coi hoàng hôn nữa chưa, không biết có thấy hoàng hôn chưa. Chị Hằng Tám đang làm người mẫu model 2022. Đây là cái bản đồ để mình coi mình đi là có Starbucks nè mọi người ha. Đó, ví dụ mình muốn biết đi đâu làm gì đó. Đây có CVS, pharmacy đó lọc giặt. Rồi mấy tiệm nail nè, ô có Malibu Nail and Spa luôn nè. Đó, đây nè. Đó, mình coi kỹ sẽ thấy. Đó. Đó, bây giờ nhiều người đã tụ tập ngay đây chuẩn bị coi hoàng hôn xuống nè mọi người đó. Đó. Đó dài 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 luôn. Bây giờ MC ra ngoài kia, đi bộ ra ngoài kia coi có cái gì không? Thấy cũng nhộn nhịp đằng đằng kia mà không biết cái gì. Đó, đi xuống dưới kia. Trên này nhà hàng đang uống nè mọi người. Trên này nhà hàng đang uống nhộn nhịp quá nè. Đó, mấy chỗ này là có người mướn tàu nè mọi người nhé. Đây nè. Đó, đứng đây luôn. Đó, chỗ này là có trống là có người nào mướn tàu đó. Chỗ này trống là có người mướn tàu đó. Wow, ở đây mát quá mọi người ơi. Quá đã luôn. Đó, dài dài. Vì kia là nhà hàng họ đang ăn uống nè. Hồng Mai Vinh Vida. Wow, đẹp quá. Đây, vô luôn. 1, 2, 3, vô luôn. Rồi. Đó. Viện 8 làm người mẫu đẹp nhất đêm nay luôn mọi người nhé. Bên này có nhà hàng Nhật hay gì nè. Akashi. Aishan Bicho. Shibachi View luôn. Ừ, nghe có mùi xăng ghê quá. Ồ, ừ, mấy người này mướn tàu nè mọi người ơi. Đây nè, nó. Giờ 8 giờ mấy rồi. Đó, sau 8 giờ rồi. Đi ra đây. Ồ, đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi. Đây nè. Đó, dài 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 luôn ha. Ồ, hoàng hôn bên này em ơi. Như cái mé này nè. Ồ, quá đẹp luôn. Đằng kia có mấy con vịt ở dưới nó đang đợi cho người ta cho nó đồ ăn mọi người nhé. Đây nè. À, đang thả phùng phình như là cái phao vậy nè. Còn bên kia thì có một tốp người, mấy đứa bé giòn giòn ấy, chắc đang coi cá gì đó nè. Em xin chưa tới chưa biết nè. Nè, ở đây thì người ta cho mấy du khách người ta cho vịt nó ăn đó nè. Đó, nó dành vịt nhà nó ăn nó vui lắm. Chị Hằng Tám đây. Mình đi ra ngoài kia mọi người nha. Đây nè. Đó. Anh chịu chơi chiếc tàu đen thui thù lùi trời. Đó, mấy đây là chỗ người ta cho mướn tàu, mấy chiếc tàu này cho mướn nè. Dài dài qua đây luôn. Bên này nhìn, cái này dưới đây gì đó. Coi dưới đây gì đó. Cá hay gì nè. Children Hospital. Như cá dưới này nè em ơi. Không thấy. Chắc ở đây chắc người ta nuôi cá dưới đây. Ồ, mấy con cá nó lên quá trời. Cá quá trời kìa em. Kìa. Catfish. A lot of catfish. Kìa. Big one. A lot of fish. Kìa. Nó lên kìa. Quá trời cá dưới đây nè. Cá này người ta nuôi để cho mấy người du khách người ta mua đồ ăn. Người ta bỏ xuống rồi nó ngóc đầu lên kiếm đồ ăn mọi người nhé. Đây nè. Quá trời fish nè. Đi qua mé này coi. Kia cũng có cái cầu mà nghĩ chắc cái cầu đó họ không có cho ai ra nữa tại nghỉ cũ rồi mọi người nhé. Đây có chiếc tàu mới ở trong bờ ra, chắc người ta mướn người ta chạy vòng vòng nè. Dài 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 ra. Quá đẹp mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Đây là cái cảnh nhà hàng nãy MC quay hồi nãy đó mọi người nhé. Đây nè. Chiều có vợ chồng bồ bịch rồi đó, họ ra nhau, họ ra ôm ấp nhau, chụp hình làm lưu niệm kỷ niệm. Hẹn ra nuôi mấy con chết tít, mấy khách người ta cho ăn, đưa cái mỏ nó lên quá trời mọi người nhé. Đây nè, nhìn kỹ mới thấy quá trời cá luôn. Quá trời cá luôn, nè, du khách nè, có người du khách luôn. Đẹp, nó hoàng hôn bắt đầu lên rồi nhé. Đây nè, đây, đó, hoàng hôn đây.
Tám với con cháu ngồi kia chụp hình. Ở đây có chiếc tàu bự mọi người nhé. Anh suy nghĩ với mấy chiếc tàu này cho mấy người mà ví dụ người ta không có muốn mà mướn nguyên chiếc tàu mà hơi to to nhỏ nhỏ đó, thì này mình đi chung một cái group ví dụ 20-30 người, 40-50 người á, thì mình đi xuống đây. Anh suy nghĩ là như vậy. Rồi mấy chiếc này là loại cái loại to nè, chứa cũng được mấy chục người trong đó. Đó. Đó, dài 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 quanh kia luôn, quá đẹp. Đây giờ chúng mấy con vịt. Đây mấy con vịt mọi người nhé. Đó, mấy con vịt nè. Đó. Mấy con vịt nè. Không biết người ta cho nó ăn á, nó lại nó đứng gần cái thành tàu này ra. Đó. Đó, cũng hơn chục con, quá ông nhiều quá, đẹp quá trời nè. Cứ tưởng MC cho nó ăn nó lại nó bu quá trời nè mọi người. Nè. Wow, kêu quá. Quá trời vịt luôn nè. Dạ dạ đây luôn. We're gonna go try and get ice cream, okay? Oh. Give it to that. Oh, come on, William. Cho, how soon we're about to go. Quá trời vịt. Throw it out. Đây cũng được mấy con, hai con. Đây thì nhiều hơn rồi. Quá trời vịt. Wow, kêu luôn. Nhìn nó rõ luôn ha. Quá trời luôn. Đó mọi người nha, chuẩn bị lặn mất tiêu đó, hoàng hôn đó. Sunset ngay đó đó. Đó ngay cái ngón tay MC chỉ này nè. Bây giờ MC qua đây quay mấy con vịt. À. Chụp cho chàng Tám luôn. Qua đây mua qua đây liền. Em không cho nó ăn nó sợ em nó đi rồi. À, quá trời vịt luôn nè. Kêu quá trời luôn. Quá trời vịt 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 vịt. Bay luôn nè. Kêu không? Có 20 con á, không ít đâu. Quá trời luôn. Quá trời vịt. Cho đồ ăn nè, nó bu rồi kìa. Nùi luôn. Wow. Mấy bé Mỹ này nó mua đồ ăn ngay cái máy đó mọi người đó. Nó feed mấy con vịt đó. Dầm nhau nó ăn nè. Cô gái Mỹ nè. Mấy đứa nít nhà Mỹ nhỏ nhỏ. Nùi luôn. Ăn kiểu này sao nó no trời. Quá trời luôn. Đi về đi lấy trời. À, bây giờ tối mọi người ơi. Giờ cũng 8 giờ 15 rồi. Đó. Giờ em đi MC đi cái đường dưới nè. Nãy MC trên má kia, bây giờ MC đi xuống múc dưới này. Chiều rồi, cái này nghỉ buổi sáng chứ chưa nhiều người ta mướn tàu á, người ta đi theo mấy chiếc tàu á, mình khi đi mấy cái chỗ mấy cái bờ sông này kia đó, họ câu cá chụp hình quay phim này kia lưu niệm kỷ niệm đó. Trên này có nhà hàng mọi người nhé. Đây nè. Rồi giờ hoàng hôn lặng này. Đó, màu tím tím cái màu một cam út đằng kia là hoàng hôn lặn mất tiêu rồi mà. Bây giờ mình với chị Hân Tám và Thái Nguyên sẽ đi về, đi pick up đồ về nhậu lại gai thôi nay. Không sai không về luôn. Sai rồi biết đường đâu mà về nữa. Đây nè, đó. Tàu họ có cái đồ khô bờ, buổi mai có mưa gió này kia đó, nó cũng không có ngập với chiếc tàu mọi người thấy không? Họ kỹ lưỡng không, kỹ lưỡng không? Bên này thì không có cái khô bờ, chỉ có khô bờ trên cái chiếc tàu thôi. Còn đây nó có cái khô bờ riêng của nó luôn ha, nó đặc biệt cái khô bờ riêng của nó. Ở đây cũng có mấy người câu cá nè mọi người, không biết có cá không nữa, câu chắc giải trí vui. Đây mấy đồ nghề câu cá này. Mấy chiếc cano nhỏ 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 này. Bên này như cái khách sạn mọi người đó. Nó hoàng hôn từ từ lặn xuống luôn rồi đó. Chị Hằng Tám với con cháu đó đang đi muốn làm kia. Giờ lên thang, lên dốc, lên dốc, lên dốc, lên dốc, lên dốc.
quay thêm lần cho mọi người coi là đi dạo vòng cho mọi người coi nặng nẻo dưới cái khu luôn, lên dốc lên dốc lên dốc lên dốc. Rồi, mấy người kia mới đây mất tiêu rồi chạy đè vậy.